Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ gọi là muốn thông báo cho bạn biết đó là mình chính thức nghỉ YouTube bạn. Mình chính thức mình nghỉ YouTube. Thì lý do mình nghỉ đó đơn giản thôi, đó là mình đuối. Mình đuối quá bạn, mình đuối quá. Mình đuối y hệt như con cá đuối vậy đó, đúng y hệt như cái tên nó luôn. Đuối quá bạn. Đó, làm mà không nổi, cho nên là không quyết định là mình nghỉ luôn bạn. Đó. Thì có một số người kiểu như là người ta thích hợp với cái công việc đó là làm YouTube này à, chỉ trong vòng có 1 năm 2 năm thôi là người ta phất lên như diều gặp gió, còn riêng bản thân mình đó thì trong vòng 3 năm đó, kiểu như là hết tháng 4 này thì chúng ta sẽ gọi là tròn 4 năm làm YouTube à, thôi mình tròn 4 năm làm YouTube thôi chứ các bạn là người xem mà à. Thì trong vòng hết tháng 4 này thì mình sẽ tròn 4 năm làm YouTube đó à, đó như bạn thấy trong vòng 3 năm trời, hơn 3 năm trời làm YouTube thì cái số lượng người đăng ký của mình nó còn thấp hơn cả cái số điểm khóa của mình đang có hiện tại, mặc dù cái số điểm khóa của mình với là cái số người đăng ký mình nó chả liên quan gì hết, nhưng mà thôi mình vẫn nói cho nó kiểu như là có liên quan á. Dân thiếu múa nó vậy mà mọi người, trong lòng đi thiếu múa nó vậy đó. Rồi vâng thì sao nhỉ? Đó thì đó là tất cả những gì mà mình muốn nói, đó là hôm nay mình thông báo là mình nghỉ không làm nữa, mệt mệt quá rồi mọi người, mệt quá rồi à, đuôi qua đuôi rồi à, nản nản luôn à, rồi bye bye.